Chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình lên cái clip giới thiệu với anh em ba cái mẫu hùng mà đựng cá bên mình ha. Thì cái hùng lớn nè, hùng lớn thì cái này là nhựa màu xanh nha anh em. Nó dày hơn mấy cái loại hùng mà nhựa xám, nhựa trắng đâu ha. Nó dày hơn ha. Cái này mình để vậy chứ mình ngồi lên thoải mái luôn nha anh em. Ngồi lên làm cái ghế ngồi câu cũng được nha. Chiều dài của cái hùng lớn nhất là dài 46 phân ha anh em. 46 rộng 22, cao 22 ha. Cao 21. Còn cái hùng trung thì nó dài 33 phân, rộng 20, 19, cao 20 ha. Còn hùng nhỏ nhất thì nó dài 28 phân nha anh em, cao 19 và rộng 19 phân. Đó là ba cái kích thước hùng của mình. Thì tùy theo cái mục đích của anh em xài á, mà anh em chọn mẫu cho phù hợp ha. Ví dụ câu nhiều thì mình lấy hùng lớn, còn câu dừa thì lấy hùng dừa, còn câu nhỏ nhỏ như câu cá rô đồ cha cha thì lấy hùng nhỏ này, cá rô cá bóng cá hầm tông gì đó đó. Thì cái hùng này thì nói chung là câu cá được thì mình cứ nhấn cái nắp mình bỏ cá vô thôi, rồi khi muốn đổ cá ra thì mở cái chốt này ra ha, đổ cá ra. Cái quai này là mình có thể thu giãn được nha anh em, mình xả ra hết hết mức. Cái quai này là mình có thể đeo được trên vai luôn nha anh em, đeo được ha, đeo thoải mái luôn. Rồi anh em nào mà cần hùng đựng cá thì liên hệ mình nhé, số Zalo mình là 0936059090 nha anh em, hàng mình ship toàn quốc. Chào tất cả anh em.